Ok, lần đầu tiên chào tất cả, lần đầu tiên chào tất cả các anh thủ đam mê của cá. Hôm nay em sẽ lên cho anh em là 9 con máy 7. Đây em sẽ vô máy thứ nhất. Máy thứ nhất của mình là một con Daiwa T1000 máy 7, nó xuất sắc có thời gian nha. Đây đây, mô bên thì mô bên sống, hoạt động thì trơn tru, tay quay kim loại hoạt động chân chu không lỗi đó. Ok đó, mô bị sống đây bạn. Ok ngoại hình đây, giá con này em công khai cho anh em luôn là 350k, hàng của nội địa Nhật như anh em, 350k hoạt động chân chu. Anh em nào nào mới tập câu á, đánh cha nạo cá thì lấy con này về đánh vô tư không sao hết. Giá công khai là 350k anh em, máy số 1. Xe này là xe đây, cước đây, xe này là xe chuẩn 6.000. Cước 6 được 150 m, cước 5 được 180 m, xe chuẩn 6.000. Hàng đây qua anh em. Tiếp theo cho mình là con máy số 2, con máy Ngưu Bi. Hàng này xe chuẩn là xe 8.000. Cứ 7 200 m, xe chuẩn 8.000 7.000, hoạt động chân tru không rung lắc đấy, cứ ok đây hoạt động đây nào, mắt một bên một bên trước chút, hàng bãi mà hoạt động thì chân tru. Con này về anh em nào mà cảo cá tập câu thì hốt con này về vô tư, xe 7.000 kéo rất là phê anh em, tay quay kim loại mọi chức năng bình thường anh em, tay quay gấp đây đây, trước đây người bên sống đây, ta âm đây nó hoạt động rất là êm đây đó, thấy không, giá con này em bán luôn công khai 350k cùng giá với con số 1 nha anh em, xe 7.000 350k. Tiếp theo bên mình là con mắt số 3, một con Gobi, hàng này là hàng cảo trâu bò, con này Gobi Power No 4, xây này xây chuẩn là xây 10.000, cước 10 với 100 210 m, trong gói cước tốt và tốt trợ lực tốt to đây, mua bên sống tặng dây này dây bãi thêm máy anh em không lấy ra dây bia, anh em về xem được dùng được thì dùng đây, máy hoạt động ok. Hàng này chuyên cho anh em cảo cá nha. Đó, ok. Đây, tem xúc ra chút. Làm lại được. Làm sao? Hay ngoại hình xuất sắc trong thời gian. Xe chuẩn 10.000. Đây, hàng của Nhật. Anh em mà hốt con này dễ đánh cảo cá, tập câu thì ok. Vô tư. Đây, đó. Hoạt động ok. Lấy cước ok. Giá cái này bán là 450k cho anh em, 450k. Hàng về anh em đi cảo cá, đánh biển, đánh đá vô tư. Không cần gì phải bàn. Tổng ok. 450k cho anh em, máy số 3. Tiếp theo của mình là con máy số 4. Một hàng Daiwa, hàng Daiwa này, hàng Daiwa nội địa Nhật nha anh em. Đây, ngoại hình xuất khác theo thời gian. Con này là hỗ trợ cốt cho lực nút và nút bấm, nút mới, nút gặt nha anh em, đặt gặt qua đây thì lấy con nồi, lấy nồi ra đây, đặt qua đây lấy cái nồi ra, cốt đây hỗ trợ cốt cho lực ở trong đây, phá lại đó, thấy không, ô bi vẫn là mô sống nha anh em, đây giết lại đây rộng trơn tru không rung lắc, xe chuẩn 10.000. Giá này 450k luôn. Đó, ngoại hình xuất sắc sau thời gian. Anh em đánh máy cảo cá, câu cá thì lấy con này đánh vô tư. Đây con đang lăn nha anh em. Anh em là đánh cá lớn, đánh biển. Nhất là những anh em đánh biển. Không sợ ngoại hình xuất sắc thì đây, lấy ngày về đánh vô tư. Chấp hết mọi xe loại luôn á. Đây hoạt động ok, giá 450k. Máy số 4.
Rồi tiếp theo cũng là mã số 5. Mã số 5 vẫn là con Daiwa. Daiwa Box 5000. Đây con lăn này, con lăn này con xứ. Đấy rất ok. Giá cái này vẫn là giá 450k nha anh em. Hoạt động ok, chân châu. Máy hỗ trợ chốt, cốt trợ lực. Này, nào. Tay quay là tay quay kim loại. Nó hoạt động khỏi bàn. Mô bên là mô bên sống. Hàng này là hàng chuyên ngành đánh biển nha anh em. Này, máy số 4 cũng là 450k, hoạt động ok. Máy số 5. Này, máy số 5 của mình là vẫn là một con hàng đây qua, hàng màu đi Nhật. Thấy không? Đây đó. Con này vẫn là con chuyên cho anh em đánh biển nha. Cước be còn đi theo máy, cước bãi. Đây con lăn rất là ok nha. Con lăn lăn. Một bên là mương sống. Một bên đầu vẫn màu nguyên dặn nha. Là cộng ok. Con này chuyên cho anh em nào mà đánh biển. Con này là chạy ba mặt nạ nha anh em. Quay ráo video ok. Tay quay gặp ok. Đây. Tay quay gặp ok. Máy này nó vệ sinh sơ một phần ngoài rồi. Phần trong anh em về chai dầu mỡ lại đánh rất là mượt nha. Máy này em bao hoạt động. Máy cứ ok. Máy này em bao hoạt động hết mọi thể loại luôn á. Giá này vẫn là công khai 450k. Đây qua Nhật. Máy số 6. Tiếp theo cô em lên cho mọi người là máy số 5. Một con máy Ryobi. Một con máy Ryobi, con này có thể ngoại hình bóng. Con Ryobi GT5. Con này chạy 3 mặt đạn, xe này sẽ tầm tầm 10.000 12.000. Đây. Máy này hỗ trợ cốt thể lực, còn lăn lăn chống gói cước. Đây, cốt cho lực, còn nguyên zin dầu mỡ nha anh em, máy chưa tháo. Đây. Hoạt động thì trơn tru không cần bàn này. Đặt cước vào đây. Hoạt động trơn tru không cần phải bàn. Giá này công khai. Giá con này em công khai luôn đó là 750k cộng ship. Bị sống và cộng trơn tru hàng Ruby, hàng cốt trợ lực xe 12.000. Tiếp theo cho mình là con máy số 8. Máy số 8. Một con máy số 8 này là con Ruby trợ lực. Con này vẫn là cốt trợ lực nha anh em, cốt trợ lực cốt to này, cốt rất là to nha. Đây lấy anh xem, con này có ba chế độ, có chế độ tắt âm luôn, lăn lăn chống gói cước, hoạt động là em bao em mượt nha. Đây chế độ tắt âm, chế độ âm đây được ok, hoạt động em bao con này im bao im mực luôn. Ba mặt đạn automatic. Đây. Hàng ngoại hình xuất sắc là thời gian nha, nhưng mà hoạt động thì em bao hết. Chỉ ba mặt đạn. Đó một cái sống. Con này giá công khai luôn 500k. Đó, máy số 8. Rồi, tiếp theo của mình là máy số 9, một con máy đẳng cấp này. Còn máy số 9 của mình là con LS 5000. Đây nồi đây này xuất sắc theo thời gian. Đây LS 5000 ở trên đây đó. Ngoại hình thì xuất sắc thời gian chút, nhưng cấu tạo bên trong thì vẫn là nhôm đồng thau, chịu tải rất là cao nha anh em. Và đặc trọng thì em bao chân chu đó. Máy có phá âm nha mọi người, máy có phá âm. Đây, giá con này công khai luôn là 800k. 800k. Máy 7 em bán thời gian máy 7. Thường máy này là máy sắp tay máy mới đem về á.
Dạ tầm không có giá 800k đâu, giá tầm 1 triệu ngoài thôi. Giờ con này tầm khoảng 90% thôi. Cái nồi anh em nhìn cũng biết nè, không? Giá con này bán công khai luôn 800k đó. Đó là tổng thể chính của máy em lên cho mọi người hôm nay. Anh em nào chốt thì chốt, em có để số điện thoại trên phần này. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Tiếp sau em sẽ cố gắng lên cho mọi người là máy 6.000. Lần này lên máy bự, lúc sau em sẽ lên máy 6.000, máy vừa tay thôi.